Thưa quý vị, sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin dự báo thời tiết với những diễn biến mưa tại các khu vực trên cả nước cùng với sự quay trở lại của biên tập viên thời tiết Xuân Anh. Xin mời chị Xuân Anh. Dạ vâng, thưa anh Hoàng Dương, thưa quý vị khán giả. Theo cập nhật của chúng tôi vào ngày hôm nay thì đáng chú ý đó là Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xu hướng giảm mưa. Mưa to sẽ chỉ còn xuất hiện cục bộ thôi và vùng mưa nhiều chủ yếu là ở khu vực phía Bắc của miền Trung trở ra tới miền Bắc. Trong 3 đến 7 tiếng qua thì nhiều điểm cũng đã ghi nhận mưa to hàng chục cho tới cả 100 mm. Mưa nhiều lên như vậy đó là bởi giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực, hoạt động mạnh, lại nối với một xoáy thấp nằm ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, tích tụ thêm mây ẩm. Và hệ thống này sẽ còn gây mưa cho miền Bắc cũng như khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cho đến hết ngày mai, với lượng mưa phổ biến là từ 40 cho tới khoảng 80 mm và cục bộ có những nơi có thể vượt 150 mm. Mưa to những ngày qua thì cũng đã khiến cho nền đất đá nhiều nơi ở vùng núi bão hòa nước, này lại thêm mưa nên là càng dễ xảy ra sạt lở đất. Quý vị hãy để ý đến các dấu hiệu để kịp thời nhận biết lũ quét, sạt lở đất sắp xảy ra. Đó là khi thấy nước bỗng phun lên từ mặt đất hay là nghe thấy tiếng cành cây gãy đổ, đất đá vơi và rơi và va chạm vào với nhau. Nếu như tiếng đất đá rơi càng lớn, tức là sạt lở đất đang sắp đến rồi, cần phải ngay lập tức thoát khỏi nơi mà nghi sạt lở, không cứu đồ đạc, đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết. Tây Nguyên và Nam Bộ đã qua cao điểm mưa lớn trên diện rộng. Dự báo trong đêm nay và ngày mai trời còn mưa, thế nhưng lượng sẽ giảm dần. Một số nơi vẫn sẽ có mưa to trên 50 mm. Thêm một lưu ý nữa đó là nước lũ trên sông Đồng Nai và sông La Ngà vẫn còn cao. Dự báo trong ngày mai thì mực nước tại trạm Tà Lài và trạm Phú Hiệp vẫn sẽ còn trên mức báo động 2. Các vùng trũng thấp ven hai con sông này cần phải đề phòng với ngập úng, sạt lở bờ sông. Và cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Với thủ đô Hà Nội, trong đêm nay sẽ có mưa dông ngắt quãng, nhiệt độ là 26 độ. Ngày mai trời lúc mưa lúc tạnh, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Thành phố Đà Nẵng tối nay có lúc có mưa rào, nhiệt độ 29 độ. Ngày mai trời có nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay có mưa rào, 26 độ. Ngày mai mưa về chiều, sáng đến trưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ.